Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Châm Ngôn chương 1. Châm ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel, đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lời thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự chính trực. Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự tri thức và sự dè dặt. Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn. Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí, để hiểu biết châm ngôn, thí dụ và lời của người khôn ngoan cùng câu đố nhiệm của họ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Hỡi con, nếu kẻ tội nhân kiếm thế quyến dụ con, chớ khứng theo. Nếu chúng nó nói, hãy đến cùng chúng ta phục rình làm đổ huyết người, núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tội, chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ và còn nguyên vẹn như kẻ xuống mồ mả. Chúng ta sẽ được các thứ của báo, chất đầy nhà chúng ta những của cướp. Hãy lấy phần ngươi với chúng ta cả thảy sẽ có một túi bạc mà thôi. Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó, hãy cấm giữ chân con chớ vào lối của họ, vì chân chúng nó chạy đến sự ác, lật đật làm đổ huyết ra, vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh, lấy làm luống công thay. Chính những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra và núp rình hại mạng sống mình. Đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa, lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó. Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ. Khôn ngoan kêu la ở đầu đường dộn dực ồn ào, tại cửa thành và nội trong thành, người phán lời mình ra mà rằng: hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, và kẻ dại dột sẽ ghét sự tri thức cho đến chừng nào? Nhưng vì ta trách các ngươi khá trở lại. Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta. Bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ta ra lại chẳng có ai chú ý. Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, không chịu lời quở trách ta, nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng. Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các ngươi. Bây giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời. Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Ấy bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết, không chọn lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta và chê bai các lời quở trách ta. Vì vậy, chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình và được no nê mưu trước của mình riêng. Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó. Nhưng ai khứng nghe ta, ắt sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tịnh, không sợ tai họa nào. Thơ thứ nhất của Giăng, chương 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời, vốn ở cùng Đức Chúa Cha
và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Chương 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra,
nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta, vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Về phần các con, đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Ta đã viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Sách Ezra chương 1. Năm thứ nhất đời Siru, vua nước Pherosơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Siru vua Pherosơ tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng Siru vua Pherosơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người. Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem. Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng, có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn trỗi dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải súc vật và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác. Vua Siru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người. Siru vua Pherosơ truyền Mithredat người thủ quỷ lấy các khí dụng ấy ra đếm và giao cho Sết-ba-sa quan trưởng của Giu-đa. Này là số của các khí dụng ấy: 30 cái chậu vàng, 1000 cái chậu bạc, 29 con dao, 30 cái chén vàng, 410 cái chén bạc thứ hạng nhì, 1000 cái khí dụng khác. Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc, số là 5400 cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Babylon được dẫn về Jerusalem, thì Sết-ba-sa đem lên luôn hết thảy vật ấy. Chương 2. Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nebuchadnezzar vua Babylon bắt dẫn qua Babylon, này những người bị đày đó trở lên Jerusalem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình, có Zerubbabel, Yeshua, Nehemi, Seraya, Re-elaya, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bạc, Biết-vai, Rê-hum và Ba-a-na dẫn dắt. Vậy, này là sổ dựng những người nam của dân Israel. Họ Pha-rốt,
2172, họ Sephatia 372, họ Arab 775, họ Phahat Moab, con cháu của Yeshua và Joab 2812, họ Elam 1254, họ Sattu 945, họ Sakai 760, họ Bani 642, họ Bebai 623, họ Agag 1222, họ Adonikam 666, họ Biết Vai 2056, họ Adin 454, họ Ate về gia quyến Ezechia 98, họ Bishai 323, họ Yora 112, họ Asum 223, họ Giba 95, họ Bethlehem 123, người Netopha 56, người Anatot 128, người Atmavet 42, người Kiriat Arim, Kephira và Beerot 743, người Rama và Geba 621, người Mitma 122, người Beten và Ahi 223, họ Nebo 52, họ Magbi 156, họ Elam khác 1254, họ Harim 320, họ Loder, họ Hadid và họ Ono 725, người Jericho 345, họ Shena 3630. Những thầy tế lễ, họ Yedaya thuộc về nhà Yeshua 973, họ Ime 1052, họ Phasura 1247, họ Harim 1017. Các người Lê-vi, họ Yeshua và các Mi-en, con cháu của Hodavia 74. Những người ca hát, họ Asap 128. Các con cháu kẻ giữ cửa, con cháu Salum, con cháu Ate, con cháu Tanh Môn, con cháu Akup, con cháu Hatita, con cháu Sobai, cộng hết thảy là 139 người. Kẻ phục dịch trong đền thờ, con cháu Siha, con cháu Hasufa, con cháu Tabaot, con cháu Kerot, con cháu Siha, con cháu Badon, con cháu Lebana, con cháu Hagaba, con cháu Akup, con cháu Hagab, con cháu Samlai, con cháu Hanan, con cháu Giden, con cháu Gacha, con cháu Reaya, con cháu Resin, con cháu Nekoda, con cháu Gasam, con cháu Usa, con cháu Phasea, con cháu Besai, con cháu Asena, con cháu Meunim, con cháu Nefushim, con cháu Bakbuk, con cháu Hakufa, con cháu Harua, con cháu Balut, con cháu Mehida, con cháu Hatsa, con cháu Bakko, con cháu Sisera, con cháu Thamak, con cháu Nesia, con cháu Hatifa. Con cháu của các tôi tớ Salomon, con cháu Sotai, con cháu Soferet, con cháu Feruda, con cháu Ya-ala, con cháu Đạt Côn, con cháu Giden, con cháu Sephatia, con cháu Hát Tinh, con cháu Bokeret Hasebaim, con cháu Ami. Tổng cộng những người phục dịch trong đền thờ và các con cháu của những tôi tớ Salomon đều là 392 người. Này là những người ở tên Mela, tên Hạc Sa, Kerub Adan và Ime trở lên. Không thế nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Israel hay chăng. Con cháu Delaya, con cháu Tobia, con cháu Nekoda đều 652 người. Trong dòng dõi thầy tế lễ, con cháu Habaya
con cháu Ha-cốt, con cháu Bạc-si-lai. Người ấy có cưới một con gái của Bạc-si-lai ở Ga-la-át nên được gọi bằng tên ấy. Các người ấy tìm gia phổ mình nhưng chẳng tìm đặng, nên người ta kể họ là ô uế và họ bị trút khỏi chức tế lễ. Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đếm được 42.360 người, chẳng kể những tôi trai tớ gái, số chúng nó là 7.337. Cũng có 200 người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có nhiều trưởng tộc khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất nó lại chỗ cũ. Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền 61.000 đa riết vàng, 5.000 min bạc và 100 bộ áo thầy tế lễ. Vậy những thầy tế lễ, người Lê Vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ và cả dân Israel thảy đều ở trong bổn thành mình. Chương 3. Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bây giờ, Giê-xua, con trai của Giô-sa-đác và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-an-thi-ên và các anh em người đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Mô-sê, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm y như đã chép và dâng những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Sidon và dân Tyre, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Siru, vua Pharosher. Năm thứ hai, tháng 2, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Sơ-rô-ba-bên, con trai của Sa-an-thi-ên và Giê-xua, con của Giô-sa-đác, với các anh em khác của họ là những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng hết thảy những người bị bắt làm phu tù được trở về Jerusalem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Chúng đặt người Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ Giê-xua, các con trai người và anh em người, các Mi-ên và các con trai người, con cháu Hô-đa-via và con cháu Hê-na-đác là người Lê-vi với con trai và anh em của họ đều trỗi dậy đồng hiệp nhau như một mà quản đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp đều cầm chập chỏa đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của Đa-vít, vua Israel đã lập ra. Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa.
Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.